ông Trump lội ngược dòng vượt lên dẫn trước bà Harris trên toàn quốc. Kịch bản bầu cử chưa từng có trong vòng gần 40 năm qua tại Mỹ. Bà Harris đang sẩy chân trên đường đua vào Nhà Trắng. Ông Trump lội ngược dòng vượt lên dẫn trước bà Harris. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thăm dò bầu cử Mỹ của tờ Wall Street Journal cho thấy ông Donald Trump đã vượt lên dẫn trước sít sao bà Kamala Harris trong những ngày cuối cùng của cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Theo cuộc khảo sát toàn quốc của Wall Street Journal, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump đang nhận được 47%, dẫn trước 2% so với đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Trước đó, cuộc khảo sát hồi tháng 8 cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2%. Kể từ tháng 8, tỷ lệ cử tri có cái nhìn tích cực và không tích cực về bà Kamala Harris là ngang nhau. Hiện tại, quan điểm không tích cực là 53%, so với quan điểm tích cực chỉ là 45%. Bên cạnh đó, 42% cử tri tán thành và 54% không tán thành hiệu suất làm việc của bà. Ngược lại, quan điểm về ông Trump lại trở nên lạc quan hơn. Cử tri đánh giá thời gian ông làm tổng thống tích cực hơn bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ bầu cử, với 52% tán thành và 48% không tán thành hiệu suất làm việc của ông khi tái nhiệm. Cử tri cũng dành cho ông Trump lợi thế vững chắc trong hầu hết các trường hợp khi được hỏi về chương trình nghị sự và chính sách của các ứng cử viên. Khoảng cách giữa tỷ lệ cử tri có quan điểm tích cực về kế hoạch kinh tế của ông Trump với tỷ lệ có quan điểm không tích cực là 10 điểm, trong khi tỷ lệ tương tự với bà Harris chỉ là 4 điểm. Cuộc thăm dò diễn ra khi các chiến dịch đã chi mạnh tay cho quảng cáo để định hình hình ảnh của các ứng cử viên, đặc biệt là bà Harris, người mà cử tri còn chưa biết đến nhiều. Chiến dịch của ông Trump đã chi hơn 378 triệu đô la Mỹ cho các quảng cáo phát sóng, truyền hình cáp, radio và kỹ thuật số kể từ khi đại hội đảng kết thúc vào tháng 8. Phần lớn các số quảng cáo này nhằm mục đích mô tả bà Harris là người quá cấp tiến đối với quốc gia. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của bà Harris chi tới hơn 625 triệu đô la Mỹ, phần lớn trong số đó nhằm mục đích giới thiệu bà theo một cách có lợi hơn cho cử tri. David Lee, người tiến hành cuộc khảo sát của Wall Street Journal cùng với đảng viên Dân Chủ Michael Bosian cho biết, cuối cùng thì cử tri cũng đã hiểu rõ hơn về bà Kamala Harris, giai đoạn định nghĩa đang sắp kết thúc, và nhiều người không hài lòng với những gì họ biết về bà hơn là những gì họ biết về ông Trump. Bosian lưu ý rằng, cuộc thăm dò nói trên, ở 7 bang chiến trường, những bang có khả năng quyết định người chiến thắng phiếu đại cử tri, cho thấy hai ứng cử viên bám đuổi quyết liệt, ông Trump tạo được lợi thế ở bang Nevada. Bosian cho rằng mọi dấu hiệu đều chỉ ra một cuộc đua rất khó khăn và khó đoán, và hai tuần cuối cùng sẽ quyết định ai sẽ bỏ phiếu và ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống này. Cuộc thăm dò của Wall Street Journal khảo sát 1.500 cử tri đăng ký từ ngày 19 đến 22 tháng 10, biên độ sai số là cộng trừ 2.5%. Trong khi đó, theo kết quả khảo sát toàn quốc của Forbes, phối hợp cùng công ty nghiên cứu, phân tích và tư vấn chiến lược HarrisX được công bố hôm 24 tháng 10, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa giành được 51% tỷ lệ ủng hộ, trong khi ứng cử viên của Đảng Dân Chủ chỉ giành được 49%. Trong cuộc khảo sát tương tự hồi tháng 9, bà Harris dẫn trước ông Trump tới 4%. Tuy nhiên, nhiều cử tri vẫn cho biết họ đang cân nhắc lựa chọn. 12% số cử tri nhiều khả năng đi bỏ phiếu, và 18% số cử tri đã đăng ký cho biết họ vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai. Ứng cử viên hai đảng đang tích cực vận động ở các bang chiến trường để tìm cách giành được mọi lá phiếu có thể khi ngày bầu cử đã cận kề. Trong cuộc đua được đánh giá là sít sao bậc nhất mọi thời đại, chỉ cần một số ít phiếu bầu cũng có thể quyết định người chiến thắng. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của HarrisX, ông Britan Neshaw nhận định bầu cử năm nay là một cuộc đua sôi nổi, cạnh tranh cho đến phút chót. Kết quả bầu cử sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và 18% số cử tri chưa quyết định. Khảo sát của HarrisX và Forbes được tiến hành từ ngày 21 tới 22 tháng 10 ở 1.244 cử tri nhiều khả năng sẽ đi bỏ phiếu và sai số là 2.5%. Một cuộc thăm dò khác của Đại học Massachusetts Amherst được công bố cùng ngày cho thấy bà Harris giành được 44% tỷ lệ ủng hộ so với 42% của ông Trump. 2% cho biết sẽ ủng hộ người khác và 6% không chắc chắn về lựa chọn của mình, và 6% khác có thể sẽ không bỏ phiếu. Khảo sát diễn ra từ ngày 11 đến 16 tháng 10 với sự tham gia của 1.500 người và sai số là 3.1%. Tổng hợp các cuộc thăm dò của Hill Decision Desk cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn đang dẫn trước đối thủ 0.9%, lần lượt là 48.7% so với 47.8%. Nhưng rõ ràng khoảng cách dẫn trước của bà Harris đang ngày càng bị thu hẹp trước thềm bầu cử.
Ở nhiều thời điểm, bà Harris dẫn trước tới 4%, nhưng sau đó khoảng cách bị giảm dần xuống còn 2% và bây giờ chỉ là 0,9%, trong khi chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra. Kịch bản bầu cử chưa từng có trong vòng gần 40 năm qua tại Mỹ. Một nhà khảo sát thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ dự đoán rằng, trong cuộc bầu cử năm nay, có thể không ứng viên nào chiến thắng ở cả 3 bang chiến trường quan trọng gồm Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Trả lời phỏng vấn tờ Fox Business hôm 24 tháng 10, nhà khảo sát Michelle Brown nhận định, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, có thể cả ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và Dân chủ đều không giành chiến thắng ở 3 bang nói trên. Và đây là kịch bản chưa từng xảy ra từ năm 1988. Tại cuộc bầu cử năm 1988, Phó Tổng thống George Bush và Thống đốc bang Massachusetts, ông Michael Dukakis đã đấu nhau và ông Bush thắng ở Michigan cùng Pennsylvania, còn ông Dukakis thắng ở Wisconsin. Theo Brown, cựu Tổng thống Trump có thể giành ưu thế ở Bắc Carolina, Georgia, Arizona và Nevada, nhưng khó thắng ở cả ba bang là Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Ông Brown cho rằng, nếu nhìn vào kết quả năm 2016, ông Trump đã thắng cả 3 bang đó, trong khi Tổng thống Joe Biden thắng cả 3 bang trong cuộc bầu cử năm 2020. Và những gì tôi thấy ở đây là không ứng cử viên nào sẽ giành được cả 3 bang đó. Điều đó có nghĩa là ông Trump chỉ cần thắng 1 trong số 3 bang là có thể chiến thắng. Người chiến thắng ở những bang đó thường đắc cử Tổng thống, ngoại trừ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Al Gore. Người giành được cả 3 bang nhưng lại thua trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000 cho ông George Bush. Nhà thăm dò của Đảng Cộng hòa nhận định rằng, ông vẫn tin Wisconsin và Pennsylvania là hai bang có khả năng nghiêng về ông Trump nhiều nhất. Nhưng nếu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được tối đa hóa, thì ông Trump lại có thể thắng ở cả ba bang chiến trường. Pennsylvania là bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Bà Harris và ông Trump đang cạnh tranh để giành được 19 phiếu đại cử tri của bang này. Pennsylvania có số phiếu đại cử tri cao hơn bất cứ bang chiến trường nào khác, được dự đoán có thể quyết định kết quả bầu cử. Năm 2016, ông Trump thắng xịt sao ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton ở Pennsylvania. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống Joe Biden đã lật ngược tình thế. Hầu hết các cuộc thăm dò ở Pennsylvania đều cho thấy khoảng cách xịt sao giữa hai ứng cử viên khiến kết quả ở bang này cực kỳ khó đoán định. Con đường dẫn đến chiến thắng rõ ràng nhất của bà Harris đó là giành chiến thắng ở 3 bang chiến trường thuộc vùng xanh và tránh kết quả quá tệ ở những bang khác, trong khi con đường hiệu quả nhất của ông Trump để giành tối thiểu 270 phiếu đại cử tri là chiến thắng ở các bang Bắc Carolina, Georgia và Pennsylvania. Tại Wisconsin, cuộc thăm dò của The Hill cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris với kết quả xịt sao, lần lượt là 48,5% và 48,1%. Trong khi đó, theo khảo sát của New York Times, bà Harris dẫn trước ông Trump 1 điểm phần trăm. Ở Michigan, cuộc đua cũng vô cùng gay cấn với chênh lệch tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên chỉ từ 0,1 đến 1 điểm phần trăm. Chiến lược khiến bà Harris sơ sẩy trên đường đua vào Nhà Trắng. Chuyên gia thăm dò dư luận cho rằng đà ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris đang bị đóng băng khi bà chuyển sang chiến lược công kích đối thủ Donald Trump. Theo Frank Lund, chuyên gia thăm dò dư luận của Đảng Cộng Hòa, cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc kết nối số cử tri còn do dự, trong khi bà có thể thuyết phục họ bỏ phiếu cho mình. Ông Lund cho rằng, chiến lược truyền thông của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ không nhận được sự ủng hộ của nhóm cử tri còn dao động này. Theo ông, bà Harris có thể không đạt được mục tiêu thắng cử vào tháng 11. Ông cho rằng đà ủng hộ của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ đã đóng băng kể từ khi bà chuyển trọng tâm sang công kích đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump, thay vì tập trung vào việc truyền tải các thông điệp về chính sách. Ông luôn nhận định rằng nỗ lực tốt nhất của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là khi bà tự chứng minh lý do bà nên được bầu làm Tổng thống. Tuy nhiên, tiến trình đó bị đình trệ khi bà lại tập trung nhiều hơn vào việc công kích ông Trump trong những tuần gần đây. Chuyên gia nhận định, điều thú vị là khi bà Harris tập trung vào lý do bà nên được bầu làm Tổng thống, thì đó là lúc số phiếu của bà tăng lên. Bà ấy đã có 60 ngày tuyệt vời nhất trong số các ứng cử viên Tổng thống trong lịch sử hiện đại. Nhưng sau đó, khi bà ấy chuyển sang công kích ông Trump, tập trung vào những điều ông ấy nói, thì đó là lúc mọi thứ đóng băng đối với bà ấy. Ông Luntz đề cập đến sự kiện gần đây giữa bà Harris với CNN, khi Phó Tổng thống chuyển trọng tâm sang đối thủ thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi về vấn đề nhập cư và bức tường biên giới. Họ hỏi bà ấy cụ thể rằng quan điểm của bà về bức tường biên giới như thế nào, nhưng bà ấy đã làm gì? Bà ấy chuyển hướng sang Donald Trump. Ông luôn lưu ý rằng bà Harris đã nhiều lần không đưa ra cho các cử tri kế hoạch rõ ràng. Chuyên gia nhấn mạnh, nếu bà Harris muốn giành chiến thắng,
bà phải đưa ra một tầm nhìn rõ ràng về những gì bà có thể làm nếu trở thành Tổng thống. Bà ấy nên nói, tôi muốn cho các bạn biết những gì tôi sẽ làm trong những ngày đầu tiên và tuần đầu tiên của tôi, khi trở thành Tổng thống. Hiện tại, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đang nỗ lực xây dựng đảng ủng hộ từng đưa bà vượt qua đại hội của đảng và cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng những khó khăn của Phó Tổng thống trong việc kết nối với những nhóm cử tri quan trọng có thể khiến bà gặp khó khăn ở các bang chiến trường. Ông chỉ ra rằng kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống có thể phụ thuộc vào việc bà Harris thể hiện tốt như thế nào với nhóm cử tri quan trọng ở những khu vực cụ thể, bao gồm người da màu ở Bắc Carolina và Georgia, các thành viên công đoàn ở vành đai rỉ sét và người Mỹ Latin ở Arizona và Nevada. Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo tỷ phú Elon Musk về vụ tặng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Tỷ phú Mỹ Elon Musk đã bị Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo về rủi ro pháp lý liên quan đến việc ông cam kết phát 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho cử tri bất kỳ. Truyền thông Mỹ đưa tin, Bộ Tư pháp nước này đã cảnh báo nhóm hành động chính trị American PSC của tỷ phú Elon Musk rằng việc tặng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho các cử tri đã đăng ký có thể vi phạm luật liên bang. Trước đó, ông Musk hứa sẽ tặng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho cử tri bất kỳ đủ điều kiện cho tới ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Động thái nhằm thu hút sự ủng hộ cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Musk cam kết sẽ tặng tiền cho cử tri ký vào bản kiến nghị trực tuyến của ông, trong đó có đoạn tu chính án thứ nhất và thứ hai đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Bằng cách ký tên bên dưới, tôi cam kết ủng hộ tu chính án thứ nhất và thứ hai. Theo trang web American PSC, để đủ điều kiện nhận 1 triệu đô la Mỹ, những người ký đơn kiến nghị phải là cử tri đã đăng ký và sống tại một trong 7 tiểu bang dao động, bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Trang CNN trích dẫn bức thư từ Bộ Tư pháp Mỹ gửi tới Ủy ban Hành động American PSC cho biết, chính quyền Mỹ cảnh báo rằng chương trình tặng tiền của Musk có thể vi phạm luật bầu cử liên bang. Hành động trả tiền cho mọi người có mục đích kêu gọi hoặc thưởng cho họ để họ đi bỏ phiếu hoặc đăng ký bỏ phiếu là một tội liên bang có thể bị phạt tù. Lệnh cấm không chỉ bao gồm các khoản chi tiêu tiền mặt mà còn bao gồm bất cứ thứ gì có giá trị như rượu, vé xổ số, một hướng dẫn của Bộ Tư pháp cho hay. Trong khi đó, một giáo sư tại trường luật Georgetown chuyên về luật bầu cử cho rằng hành động của Ủy ban American PAC có thể vướng rắc rối pháp lý. Việc trao tiền với điều kiện người nhận phải đăng ký là cử tri là bất hợp pháp. Vì các điều khoản của cuộc thi này để giành được 1 triệu đô la Mỹ thì người nhận phải là cử tri đã đăng ký tại một trong 7 bang dao động, nên lời đề nghị này là vi phạm luật liên bang. Trong những tuần gần đây, tỷ phú Musk đã làm mọi cách để ủng hộ ông Trump, bao gồm quyên góp tới 75 triệu đô la Mỹ cho quỹ ủng hộ ông Trump và xuất hiện tại nhiều cuộc vận động tranh cử để vận động tranh cử cho ông Trump. Trước đó, ông Trump cho biết sẽ bổ nhiệm ông Musk làm bộ trưởng cắt giảm ngân sách nếu thắng cử vào ngày 5 tháng tới đây. Rõ ràng, ông Elon Musk rất kỳ vọng vào việc ông Trump có thể sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới đây,